Hôm nay chúng tôi hân hạnh được trình chiếu một trong những bài thuyết giảng sâu sắc với tựa đề Theo bước chân Ngài, phần 1 của 4 phần trong tiết mục giữa Thầy và Trò, được giảng bằng tiếng Anh vào ngày 7 tháng 3 năm 2005 tại Hungary. Gặp lần này là lần cuối phải không? Quý vị sắp về đúng không? Dạ không, không hả? Phòng thiền trống rồi, ở đây làm gì? Vẫn còn muốn ở lại à? Dạ, sao lại không ha? Đời ngắn ngủi mà phải không? Dạ phải. Sao phải về làm gì? Lại những thứ như thường lệ đúng không? Về nhà nấu cơm, làm việc, ăn, ngủ, thế thôi. Rồi lại làm việc nữa, ăn nữa, ngủ nữa. Ở đây hơi chán, nhưng ở nhà còn chán hơn, đúng không? Dạ đúng. Tôi biết. Nếu quý vị chán quá thì ăn gì đi? Tại sao lại không chứ? Đây. Người mới hả? Dạ. Anh chàng quay phim cũng được một cái. Vị Phật cũng được một cái. Cô ta vẫn còn là Phật, ở giữa nên cẩn thận, giữa không phải là cao, ở giữa vẫn rớt. Khi lên tới mức cao nhất của cảnh giới thứ năm như là 140, thay vì 100%, mà là 140% thì không rớt, vẫn có thể rớt. Không rớt nhưng vẫn có thể rớt, phải cẩn thận nhé, đừng có uống thuốc độc, không thuốc độc. Đừng lấy quà, đừng nhận lời khen. Nhận, nhưng dâng công lao cho Thượng Đế, vậy là tốt nhất. Bởi vì trên quý vị còn có một đấng cao hơn, xem kìa. Không còn mấy thứ ngon nữa rồi. Có cái gì? Coi kìa. Cái này cho ai vậy? Trông ngon quá. Xốc mạnh lên một chút, bé bự, cơ bắp. Thôi được, thấy rồi. Ai chưa có? Không à, người nào chưa có? Đây, đây. Không còn nữa à, đây còn mấy cái. Người nào chưa có? Còn vài cái cặp đôi nè. Giống như cơm chiên. Đây, mình ăn mừng. Mừng căn nhà trống. Mừng quý vị có chỗ. Duỗi chân, duỗi tay phải không? Bây giờ quý vị thiền suốt đêm được rồi đúng không? Không thể nào tin nổi. Cứ để đó. Mình mở ra bây giờ. Tôi không biết. Quý vị ăn có thấy ngon không? Dạ ngon. Trong bánh thuần chay có gì? Bên phải. Chụp. Ai? Đây. Đừng, đừng đợi đó. Nó sẽ tới mà. Sẽ tới mà, người nào chụp được thì lấy. Đó, cô đằng sau đó. Đây. Hôm nay thấy anh khác ra. Dạ, tóc anh ấy cắt tóc. Tốt, nhìn khá hơn, đẹp hơn. Tôi chịu, tôi chịu. Vợ anh nói gì? Ổn chứ hả? Chàng thanh niên này là ai vậy? Bà đã làm gì với chồng tôi, đúng không? Đây, mấy người Âu Lạc Việt Nam. Cô đó. Đủ không? Chia cho nhau. Anh có chưa? Dạ có. Ai không có? Không ạ. Nếu không có là lỗi quý vị. Chào ơi, giờ con xong rồi, thật không? Còn đằng kia, đây. Coi kìa, quý vị duỗi chân tay không chỉ 2 phút đâu mà hôm nay được tới 5 phút cả người ha. Đi vào bằng hướng nào cũng được. Phải đó, quý vị sẽ tìm được chỗ thôi. Phật giáo bên Tây Tạng. Họ nằm rạp xuống lại, cả thân người sát đất, quý vị biết chứ hả? Mỗi khi thấy Đạt Lai Lạt Ma, Cao Tăng Lạt Ma, tượng Phật, hoặc không thấy ai, họ cũng quỳ sắp xuống lại. Họ đeo giày ở tay để khỏi mòn, đầu gối thì đeo miếng đệm, rồi cứ lại.
Nên quý vị cũng có cớ để duỗi thẳng người cả đêm. Bộ ngon lắm hả? Dạ ngon. Có cái gì không ngon? Đối với quý vị nói tôi nghe. Coi kìa, như là con nít. Ngon, ngon, ngon. Tôi rất vui. Thấy quý vị thích, tôi cũng vui. Mọi người lấy thêm nha. Coi kìa, cô ta lấy hết mọi thứ trước mặt mình. Dạ không, nó có sẵn đó. Lấy thêm một cái nữa, một cái nữa. Nếu thích thì cứ lấy đi. Hai, ba cái nữa. Ngon hả? Dạ ngon. Đùa vui một chút cũng tốt ha. Nước lọc, nước trái cây, bất cứ gì. Ngày nào cũng là Giáng sinh. Tôi không màng nếu quý vị ở lại dành thức ăn. Tôi sẽ cho quý vị ăn mỗi ngày như em bé. Cô dễ thương lắm biết không? Tiện đây hỏi cô bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 43. Ồ, thấy không giống vậy. Trở lại tuổi thơ cũng tốt. Nó ở đâu ra vậy? Thôi được rồi, ăn đi. Lấy đi, cô ta chưa lấy cái nào. Bỏ vô hộp của cô. Thêm vài cái nữa. Giáng sinh à. Cứ lấy thêm đi, có đủ. Quý vị càng biết quý, tôi càng muốn cho. Lý do là vậy. Dù không phải tôi nướng bánh đó, tôi cũng thích nướng bánh cho quý vị. Tôi nướng bánh thuần chay ngon lắm. Tôi hết cảm hứng rồi, không có thời giờ. Nghiệp chướng bắt tôi chạy khắp nơi trong vũ trụ. Tốc độ cao biết không? Anh từ đâu tới? Người Hoa hả? Dạ không, Âu Lạc Việt Nam. Người Âu Lạc Việt Nam. Từ đâu tới? Dạ Việt Nam, con sống ở đây. Ở đây, Hungary ạ. Anh biết tiếng Hung rồi chứ? Dạ. Cũng biết tiếng Anh nữa. Chà, thông minh. Dạ một chút thôi. Nói vậy là giỏi rồi. Cứ nghe băng của tôi. Tiếng Anh rất đơn giản. Quý vị học lẹ lắm. Biết tiếng Anh dịch sang tiếng Âu Lạc Việt Nam, học lẹ lắm. Nhiều người học như vậy. Mấy vị Phật hiện tại và tương lai ở đây có vui không? Dạ, vui lắm. Mấy người kia vừa mới đi rồi hả? Được rồi, tốt, tốt. Ăn đi cưng. Cứ tự nhiên, anh ốm quá. Quý vị có xem phim bong bóng không? Cậu bé bong bóng, phim về một cậu bé lớn lên trong một cái bong bóng to như căn phòng vậy. Cậu bé ở trong đó cả ngày, cả đêm. Bởi vì khi còn nhỏ, cậu bé mang một chứng bệnh gì đó không được ra môi trường sống bên ngoài. Vì đôi khi có vi khuẩn gì đó. Thành ra mẹ cậu bé bỏ cậu vào trong một quả bóng để cậu khỏi bị nhiễm trùng. Khi lớn lên, cậu bé không cần cái đó nữa, nhưng cậu bé vẫn muốn giữ cậu trong đó, như là chiếm hữu, giống ma vương vậy. Mình lớn rồi mà vẫn còn muốn giữ mình trong tù. Sau này lớn thêm một chút, cậu ta yêu một cô gái, nên bất chấp muốn ra ngoài chơi, nhưng bà mẹ không cho. Thế là cậu ta đem cả quả bóng đi luôn. Quý vị có biết phim này không? Dạ biết. Tôi có đề cập phim này trong danh sách. Anh chàng đi ra, xin quá giang xe buýt nhưng không ai cho. Vì quả bong bóng lớn quá, bởi vì anh chàng tin mẹ. Tưởng mẹ mình nói, mình không bao giờ sống bên ngoài quả bong bóng được, nếu không sẽ bị bệnh mà chết. Nên anh chàng mang quả bóng theo, vì muốn chạy đi tìm cô gái. Sau này anh chàng khám phá ra là đã hết bệnh từ hồi còn nhỏ. Bệnh đã khỏi từ lâu rồi. Bà mẹ cứ muốn giữ con mình ở trong đó giống như ma vương vậy. Cái gì bà mẹ cũng cho. Thương yêu, chăm sóc, chăm chút cả ngày cả đêm, ngoại trừ tự do. Cậu con trai muốn gì cũng được. TV, máy nghe CD, bất cứ gì. Ở trong quả bóng, nhưng lại không được tự do, không thoát ra được. Cõi đời này cũng vậy. Ma vương giữ mình lại trong quả bóng trần gian, cho mình tất cả. Cho mình đủ mọi thứ, bất cứ gì mình muốn. Xa hoa, cao lương, mỹ vị. Những bông hoa tươi đẹp, phong cảnh hữu tình, nam thanh, nữ tú, xe hơi sang trọng, vàng bạc, kim cương, lấp lánh, đủ mọi thứ vô nghĩa, tốt nhưng vô nghĩa, mình chỉ muốn tự do. Khi mình bắt đầu muốn tự do là mọi chuyện trở nên khó khăn.
Nếu chỉ muốn giàu có, nổi tiếng, đời sống xa hoa thì không sao cả. Mình có thể đạt được, mình muốn gì cũng được. Nhưng khi tới khi muốn khai ngộ, tự do, là sẽ có rắc rối. Đôi khi bị ông chồng, bà vợ ngăn cản, ngay cả con cái cũng cản mình luôn. Họ hàng, bạn bè, người nào cũng muốn gây khó khăn. Họ muốn giữ mình ở trong quả bóng. Quý vị vẫn ở thêm vài ngày nữa hả? Tôi không màng, muốn ở bao lâu cũng được, sao cũng được. Nếu còn ở đây, tôi sẽ ra gặp quý vị mỗi ngày. Nhưng nếu cần phải đi, thì tôi đi. Quý vị hiểu phải không? Dạ. Cây thật. Hay thật, đẹp quá. Điều kiện như vậy mà vẫn sống được. Xin lỗi nghe cưng. Phải mang ra nắng một chút. Lạnh quá hả? Dạ. Trong đây không đủ ánh sáng mà vẫn sống được. Đưa cây ra ngoài vào buổi sáng à. Vào buổi sáng, quý vị đem ra ngoài nắng. Có tưới nước không? Không có nước, khô quá. Tội chưa? Một chút tình thương ạ. Phải cho chút tình thương nha. Tình thương thiết thực. Có thân cây thì cần phải có nước. Lực lượng thiền thôi không đủ. Cây vui kìa. Cảm ơn. Cảm ơn nha. Hôm nay có ai cho chim ăn chưa? Mùa đông mà. Không sao, không có việc làm. Cứ hưởng thụ một chút. Tôi ngồi đây nhìn những người vui vẻ là tôi thích rồi. Gia đình hạnh phúc ha. Dạ. Một gia đình hạnh phúc. Tôi ước gì đi đâu cũng có thể mang quý vị theo cho quý vị ăn. Tôi nói ước gì thôi. Nhưng quý vị đâu có thời giờ chạy khắp nơi theo tôi. Người nào có thời giờ chạy theo suốt đời giơ tay lên xem. Bao nhiêu người? Tất cả quý vị. Không phải mấy người này, họ kẹt rồi. Tốt, bao nhiêu người? Đứng lên, đứng lên. Nhìn xem. Mấy người này là Phật chạy hả? Làm sao quý vị? Được rồi, ngồi xuống. Từng người một nói tôi nghe. Sao cô có thời giờ để đi theo tôi? Con không có vướng bận gì ạ. Không vướng bận, không gia đình, không thú cưng ạ. Không thú cưng, không vướng bận, không nợ tiền nhà, không nợ tiền nhà, không gì cả. Chà, tốt quá. Vậy cô sống ở đâu? Sống bằng cách nào? Và sống ở đâu? Hiện giờ con ở với người chị. Tuyệt. Chúng con giúp chị ấy hiểu cô làm việc cho người chị. Chúng con ăn, nấu nướng, dọn dẹp, nấu ăn, giúp đỡ mọi việc. Chúng con là ai? Cô chỉ có một mình, bạn đời của con ạ. Cô và chồng của cô, dạ sư huynh của con, sư huynh chồng, thì ra là vậy, dạ chồng con đó, dĩ nhiên rồi, tốt, không sao. Sư huynh hay chồng giống nhau thôi, gì cũng được, xưng hô sao cũng được, ai mà bận tâm. Chị của cô giàu không? Trung bình, chị con sống thoải mái ạ. Thoải mái, chúng con làm chị ấy hết tiền ạ. Cái gì? Chúng con làm chị ấy hết tiền, làm bà chị hết tiền, đời sống vậy cũng được. Còn gì nữa, người nào khác có thời giờ chạy theo không? Từng người nói thôi, anh làm nghề gì? Hiện giờ con đi đây, đi đó. Chỗ nào có việc thì con làm. Hiểu. Con sống bằng số tiền đó một thời gian. Rồi nếu muốn thì đi nữa. Vậy à, anh làm việc từ nước này sang nước khác, đi bất cứ đâu. Hiện giờ con có visa 2 năm để làm việc bên anh. Nên con... Bây giờ anh đang làm việc bên anh hả? Dạ, lúc này thôi. Anh là người Hungary? Dạ không, người Úc ạ. À. Úc à? Dạ. Mà được đi làm ở Anh, dạ 2 năm, anh làm nghề gì? Con mới có việc làm trong tiệm bán đồ thể thao, con làm quản lý ở đó. Về sau con bán áp phích. À. Nhưng nghề gì cũng được, không sao ạ. Biết, nhưng anh nghĩ là anh rảnh rỗi để đi theo. Không muốn làm, là cứ bỏ việc vậy thôi ạ. Dạ. Bình thường làm tới đâu thì con để dành tới đó, có đủ để đi trong một thời gian. Bây giờ anh có bao nhiêu tiền, có đủ không? Tiền, dạ con sắp hết rồi. Không bao lâu là sắp hết tiền hay sắp hết việc? Dạ sắp hết tiền, công việc mới, con vừa bắt đầu việc mới. Bắt đầu việc mới ở đâu, bên anh hả? Dạ, được rồi. Ai nữa, người nào nghĩ là mình rảnh để đi khắp nơi? Đằng kia, con sẽ đóng cửa nông trại theo sư phụ nếu mày muốn, thấy sao?
Nếu tôi muốn, nghĩa là gì? Nếu sư phụ nhận con. Được. Nông trại của anh có ai chăm lo không? Con có thể tìm người muốn làm công việc đó. Dĩ nhiên rồi. Nông trại của anh có lớn không? Dạ không, nó nhỏ thôi. Khoảng 1,7 hecta. 1,7 hecta, dạ. Gần 2 hecta, dạ. Không đến nỗi nào, dạ cũng tạm. Đủ cho anh làm việc. Cũng vui. Nghề nông là một trong những nghề tốt nhất trên thế giới. Nông dân rồi tới bác sĩ. Nếu quý vị làm nghề nông thì thường có cuộc hôn nhân tốt đẹp, có quan hệ tốt, hôn nhân hạnh phúc. Những cặp vợ chồng hạnh phúc nhất là những người nông dân. Trong lòng họ vui nên đời sống gia đình họ cũng vui. Tôi đoán vậy. Tôi nghĩ họ cùng nhau trồng trọt, cùng nhau nhìn cây trồng lớn lên. Tôi nghĩ vậy thôi chứ không bảo đảm, không biết chắc nữa. Trong kiếp vừa rồi tôi có một nông trại, nhưng tôi quên hết rồi. Tôi vẫn thích trồng trọt, vẫn trồng cây này nọ. Rồi chúng tôi ăn rau mình trồng. Khi còn ở đó tôi vẫn trồng cà chua, rau dền, bí, đủ thứ. Có cây đang mọc, ăn đều đều. Có những cây chưa ăn được. Tôi trồng rau ngò, rau húng. Có một số cây ăn trái như là cây lựu. Tôi cũng muốn trồng cây sung và những cây khác, nhưng đường đi hẹp quá, xe cần trục không vô được. Họ nói vậy. Nếu tôi phải trồng, nếu muốn thì chỉ trồng được cây nhỏ thôi. Tôi không đủ kiên nhẫn chờ đợi mấy năm mới ăn được quả sung, nên tôi nói thôi, đi chợ mua một rổ còn nhanh hơn. Tôi rất thích làm vườn, thật đó, tôi trồng nhiều hoa lắm, rất đẹp, luôn luôn tươi tốt, cho tới một ngày tuyết rơi, sau 25 năm, mấy đứa trẻ ra ngoài chơi, lấy xô đựng đầy tuyết, rồi ôm tuyết suốt ngày, vì trong đời chưa thấy tuyết bao giờ. Bọn trẻ ra tập trạm xe buýt khắp mọi nơi. Khi thấy tuyết thì nắng lại thành quả banh tuyết cầm trong tay, như món đồ quý giá, đợi xe buýt đến. Người ta không biết phải làm gì khi có tuyết rơi, họ không quét dọn đường trong mấy ngày. Họ không biết dùng chổi như thế nào, hoặc bất cứ dụng cụ gì trong nhà, đẩy tuyết, quét xung quanh. Họ dùng chổi quét nhà và cái xẻng nhỏ để dọn tuyết. Dễ thương. Cũng dễ thương, không sao. Nhưng mấy cây hoa của tôi chết hết. Hoa hồng và những loài hoa rất mong manh, giống như vậy. Tôi trồng nhiều hoa trong chậu và ngoài vườn. Hoa bị chết nhiều lắm, chết gần hết. Tôi rất thích làm vườn, rất thích trồng trọt. Chúng tôi chỉ trồng đậu đũa hay cây nào đó đơn giản cho thú hoang tái ăn, chứ không trồng cho mình. Tôi chỉ dùng khoảng 1 hecta đất để sống. Một khu đất nhỏ, hai cái hang. Tôi không sống ở đó mà sống trong hang. Tôi có 3 cái nhà di động. Chúng tôi định trồng trọt ở đó. Tôi đã trồng một ít rau húng rồi. Tới lúc tuyết rơi, trồng bằng cây nào cũng chết hết. Tôi có trồng hoa hồng và loại hoa giống như xương rồng, đẹp lắm. Khi tuyết rơi, trời lạnh cống, 10 độ âm, tất cả đều chết hết. Nhưng tôi nghĩ nếu sống ở đó, vào mùa hè, tôi sẽ trồng nhiều hơn. Cây ăn trái, rau, đủ thứ. Nông trại của anh có nhà ở không? Dạ có, nhà khá lớn. Nhà lớn hả? Dạ 220 m². Ồ, lớn quá. Anh sống một mình ở đó à? Đủ lớn cho một mình anh thôi sao? Con sống một mình nhưng lúc nào cũng có người tới giúp, hoặc họ trông chừng giùm. Dĩ nhiên rồi, con có cách trồng đặc biệt. Hữu cơ. Ý con nói trong ngành canh nông hữu cơ, cách của con khác với mấy nông trại hữu cơ kia. Vì sao? Dạ, cho nên con có một vài người từ các trường đại học. Họ nghiên cứu cách của anh. Dạ, dạ, anh nổi tiếng. Dạ, họ chỉ theo dõi thôi. Tuyệt. Dạ, không hẳn. Anh làm bằng cách nào? Đặc biệt ở chỗ nào? Con cũng phát minh ra một phương pháp không cần máy móc, à, không cần cài, à, hoặc xới đất. Vậy sao? Dạ. Bằng cách nào tôi thích vậy?
Để sau này nếu tôi muốn làm vườn, vì xới đất lên cực lắm. Dạ không, nếu không xới đất lên thì tốt ha, không cần à. Vì đất cũng giống như một chúng sinh, trong đó có nhiều lớp và có nhiều loại vi sinh vật, không nên làm xáo trộn. Dạ không nên. Vậy làm sao trồng được? Cứ trồng nó xuống thôi. Cây cần một cái lỗ nhỏ. À, vậy thôi sao? Dạ, làm vậy thôi. À, tôi cũng làm vậy mà. Chỉ cần đào một cái lỗ, rồi trồng vào đó một cái lỗ, rồi thêm những cái lỗ khác ở giữa là cỏ vụn hoặc gì đó như vậy. Vậy là đủ. Không cần nước, không cần. Cỏ vụn giữ cho đất ẩm. Sau khi cắt cỏ, mình rải lên mặt đất. Dạ, như vậy giữ hơi ẩm rất tốt. Vì đất luôn có khuynh hướng tự che đậy cho nó. Đúng rồi, nếu mình không động đến nó nhiều, nó sẽ là như vậy. Nhưng đóng cửa nông trại của anh uổng quá hả? Khách hàng của con sẽ buồn lắm. Chúng ta sẽ xem sao. Còn gì nữa không? Vậy anh làm như thế nào? Anh không xới đất lên mà chỉ đào một cái lỗ rồi trồng. Cây vẫn mọc tươi tốt chứ? Dạ, vừa đủ cho nhu cầu của con. Vì anh phủ cỏ lên trên, đó cũng là một dạng dưỡng chất. Dạ. Khi cỏ rửa ra, nó thành phân trộn. Dạ, phân trộn. Nó rửa ra ở phía dưới trước, rồi từ từ. Thật tuyệt vời. Còn một cách nữa cũng dễ. Mình bỏ bất cứ gì, chẳng hạn như cỏ, cọng cây, bất cứ gì trong vườn hoặc là gỗ, rồi lót cỏ bên dưới. Một mảnh đất lớn như thế này, quý vị rải cỏ ở đó. Bên trên là mấy cọng cây nhỏ, rồi bên trên nữa là nhánh cây lớn hơn, sau đó phủ đất cũ lên, rồi trồng ở bên trên, làm theo như vậy. Tới khi rễ mọc xuống dưới, tất cả dưỡng chất cũng nằm dưới đó. Dạ, đại khái vậy, giữ được 2-3 năm. Khu đất đó được dùng 2-3 năm, khỏi cần phân bón hoặc không cần nhiều. Loại đất này cũng giữ được nước rất lâu. Nhiều phương pháp trồng rất hay. À, cách đó tốt, cách của anh hay hơn. Đơn giản, chỉ cần cắt cỏ phủ lên trên rồi đợi. Cà chua, bí, dưa leo, ngon lành. Hay, ý kiến hay, rất hay. Tiếp tục làm việc của anh đi, rất tốt. Người kế tiếp, người nào đi được khắp nơi trong lúc này? Nhưng anh thích đi khắp nơi với tôi à? Dạ, con muốn. Nhưng hồi trước khi mới tới anh muốn về nhà. Dạ, đúng rồi. Lúc đó con chưa tự chủ được. Không, không. Tôi chỉ không muốn ép anh vậy thôi, hỏi lại anh cho chắc. Trong trường hợp cho anh đi theo, tôi muốn biết chắc chắn thôi. Người kế tiếp, sau khi được cầu tâm ấn một năm, con có viết thư cho sư phụ một lá thư, còn con nói con muốn xuất gia theo sư phụ. À, rồi con ly dị. Sau đó con trả hết tiền cho ngân hàng. Lúc đó con hoàn toàn tự do. Sau đó sư phụ trả lời thư con, chúng tôi không cần người xuất gia nữa. Thế là con cứ đi khắp Tây Ban Nha. Bây giờ con định cư ở Ái Nhĩ Lan. Dạ, Ái Nhĩ Lan. Bây giờ, vì con 56 tuổi rồi, 56 tuổi, nên chính phủ cho con lãnh lương hưu. Tiền lương hưu, dạ, cho nên con tự do trở lại. Dạ, được tự do trở lại, nên con có thể đi theo sư phụ bất cứ lúc nào. Đời sống của cô tốt quá. Người kế tiếp, người nào rảnh rỗi để đi khắp nơi cứ xin tội đi. Tại sao? Con nói tiếng Âu Lạc Việt Nam được không, sư phụ? Được. Con ở bên Áo mới được 3 năm. 3 năm mới làm, 3 năm mới làm quốc tịch. Ở thì tiếp tục ở đi, ở quốc tịch Áo nó mới giỏi. Quốc tịch Áo mới được phải không? Dạ. Nhưng mà đâu cần ở Áo luôn đâu, đi vòng vòng Âu Châu được mà. Vòng vòng Âu Châu. 3 năm sau được, còn 1 năm rưỡi, 1 năm rưỡi nữa. Năm tới đi con. Rồi, ok. Hai người hết hả? Dạ. Ờ, tại rồi kéo ổng qua đó hả? Dạ. Mới qua thì chưa được. À, hiểu. Hôm trước con ở bên Ba Lan. Ba Lan có quốc tịch Ba Lan rồi. Không có. Quốc tịch Việt Nam. Con mới về. Ba này cũng quốc tịch Việt Nam mà phải ở 3 năm. Yeah, cái giá của tình yêu. Không sao, người kế tiếp.
Tôi chỉ hỏi thôi, tôi không có nói quý vị phải đi theo, chỉ hỏi tại sao thôi, đừng có lo nha. Hỏi cho vui thôi. Con sống ở Paris. Con rảnh rỗi, con có một căn nhà chung cư cũng cho đồng tu sử dụng. Đồng tu tới đó ở. Chúng con ngồi thiền hoặc làm việc ở đó. Ai trả tiền nhà? Dạ, mỗi người tự trả. Mọi người trả à? Nếu ở một mình thì con trả, nếu đồng tu đến thì góp vào. Con đi được, căn nhà đó để lại cho đồng tu. À, con vừa mới xong việc. Việc gì? Trước kia con làm thư ký. Bây giờ con rảnh rỗi. Sao cô lại xong việc thư ký? Hay là nghỉ việc? Dạ, vì con muốn thay đổi, vừa mới nghỉ việc. Dạ, vì con được tự do nhiều năm nay rồi. Chỉ làm cho mấy công sở, 1-2 tháng chỗ này, 3 tháng chỗ kia, vân vân. Hiểu rồi. Còn việc này thì con làm đã lâu, thấy ngán quá, còn muốn bỏ. Cho nên con được tự do trở lại. Con có thể đi đây đi đó. Chúc mừng cô được tự do nhưng mà nghèo. Cảm ơn sư phụ. Không có việc làm mà vui vậy đó. Cô này, gì đó? Cô để cha mình ở bên Sri Lanka rồi, muốn đi theo tôi. Thôi được, nói đi. Ai cũng được nói, cho vui thôi mà. Còn không có gì làm vì đang nghỉ dưỡng bệnh. Họ cũng cho con tiền lương. Con 56 tuổi. Tôi làm gì với mấy người già này đây? Mở viện dưỡng lão hay sao? Tôi đã già rồi mà còn phải mang theo mấy người già nữa. Rồi mình ở chung với nhau. Giống như hội cao niên. Tại sao không? Tôi mở một nhà dưỡng lão cho những người hưu trí. Cũng tốt đó. Được rồi, người kế tiếp. Quý vị thật dễ thương. Tất cả quý vị. Kính chào sư phụ. Chào cô. Con là sinh viên. Thật ra, con không có bổn phận gì phải làm. Nhưng cô cũng phải trả tiền nợ chứ hả? Không có vay tiền gì sao? Dạ có, nhưng nếu sau này con đi làm thì trả được. Dạ, trả được, phải trả. Nhưng chỉ trả một nửa thôi, một nửa số tiền. Được rồi, chỉ một nửa thôi, đó là bao nhiêu tiền? Một nửa cũng có thể là 2 triệu, tôi đâu có biết. Một nửa là bao nhiêu? Trả từ từ mỗi tháng một chút. Nhưng nếu cô theo tôi thì làm sao trả từ từ được? Dạ không, con mới bắt đầu học thôi. Vậy là chưa mượn gì hết? Dạ không nhiều lắm. Không nhiều là bao nhiêu? Đối với cô không nhiều, có thể là 5 triệu, tôi đâu biết là bao nhiêu. Không phải ạ. Mỗi người bao nhiêu là mỗi khác. Con mới học được 1 năm. Mỗi tháng con được khoảng 500 đồng tiền Âu. 5 bảng Anh, 500 tiền Âu ạ. 500 tiền Âu thôi sao? Dạ. Làm sao đủ sống? Dạ đủ sư phụ, thật sao? Dạ. 500 tiền Âu mà đủ sống à. Còn trả tiền nhà. Và mọi thứ khoảng 300, thức ăn thì của cha mẹ. Dĩ nhiên rồi, dạ. Như vậy là đủ rồi, dạ. Nhưng con không biết có đủ tài năng để theo sư phụ không? Vì con không muốn theo sư phụ để ngài phải nuôi. Mà phải làm gì có ích lợi, con cũng không biết nữa. Mình làm cái gì à? Tôi không biết. Tôi không biết cô làm gì, tôi không biết tôi cần chi. Cuộc đời tôi như vậy đó, đi khắp nơi, nói chuyện hoặc ngồi với quý vị. Tôi không biết. Thật sự tôi cũng không cần gì. Tôi chỉ nói nếu có thể tôi sẽ mang tất cả quý vị theo. Rồi, nhưng tôi không biết làm cách nào. Không biết làm sao. Ngay bây giờ tôi cũng không có một nơi nào như người vô gia cư vậy. Nhưng nói chuyện này cũng vui. Cũng vui. Dạ, cảm thấy rất vui ạ. Lâu lâu mình mơ mộng cho vui. Dạ. Cô trẻ đẹp như vậy, tôi nghĩ chắc không theo lối sống này được đâu. Nếu mang cô theo, tôi cũng không biết để cô ở chỗ nào. Đó mới là vấn đề. Toa xe thì quá nhỏ. Ba chú chó cũng phải chen chúc với nhau. Bởi vậy đêm qua họ mới cãi nhau. Để tớ vô đó một hồi. Cậu ở đó cả đêm rồi. Cái giường đó là tốt nhất đó. Thưa sư phụ, sao mấy tuần này con không cần ngủ nữa. Con chỉ cần chỗ này. Hiểu rồi, hiểu rồi.
Cô nằm giữa mấy chú chó cho ấm. Dạ sao cũng được ạ. Ý kiến hay. Hoặc là lên trên nóc xe. Mấy vấn đề sinh tồn này, tình thương không cần chi cả, người ta nói vậy. Uổng quá ha. Có thể trong tương lai mình sẽ có dịp gặp lại nhau hoặc làm gì đó. Từng người nói tôi nghe. Người kế tiếp. Kính chào sư phụ, chào cô. Từ nhỏ con đã mơ được đi theo một vị minh sư. Từ nhỏ, dạ. Cô biết tôi lâu như vậy à? Hồi 5-6 tuổi con đã mơ ước điều đó. 5-6 tuổi nghĩa là sao? Lúc 8 tuổi con muốn vô chùa. Con gặp một sư bà, nhưng không được nhận. Không được nhận vô? Dạ không. Con trốn nhà có một ngày thôi. Mà cho con là người ta không nhận. Vì nếu được nhận là bây giờ con vẫn ở lại Việt Nam, không phải ở đây. Vậy tốt. Đoàn thể tu hành đầu tiên mà con biết đến là của Ngài Yogananda. Con đọc quyển sách này 20 lần, con biết hết, nhất là phần nói về Ngài Babaji và đoàn thể của Ngài. Quyển sách đó hay, họ cứ xuất hiện rồi biến mất. Rất là hay cho người tầm đạo. Đúng vậy, con cứ ước mơ bao năm trời như vậy, nhưng không bao giờ nghĩ rằng có ngày con được cơ hội gặp một vị minh sư vĩ đại như sư phụ của chúng con đây. Con cảm động quá. Thậm chí chúng ta không trong đoàn thể như vậy. Biến mất từ chỗ này qua chỗ kia. Ngài rất là vĩ đại. Mình cũng làm đây đó. Lúc trước quý vị ở Đức, rồi bây giờ xuất hiện ở đây. Đi bằng máy bay, vài ngày nữa quý vị lại biến mất khỏi chỗ này, rồi lại đi nơi khác. Giống vậy thôi. Nhưng con sẽ không muốn đổi sang đoàn thể khác. Tôi cho quý vị hay tại sao Ngài làm như vậy. Muốn biết không? Dạ muốn ạ. Muốn biết bằng cách nào không? Muốn ạ. Ngài Babaji là đệ tử của một trong những hội đồng của tôi. Ồ, có 50 hội đồng, có nhớ tôi kể lúc trước không? Dạ nhớ, hội đồng thứ 16 trước đây đã từng ở địa cầu. À không, ý tôi là một tinh cầu khác, không phải địa cầu này. Ngài Babaji là một trong những đệ tử của hội đồng thứ 16 đã khai ngộ đến mức 120 thay vì 100. Như là đẳng cấp thứ 5, Ngài đạt 120 khi rời tinh cầu đó. Bây giờ Ngài ngự ở cõi Atula. Cho nên Ngài có thể hóa thành thân thể vật chất bất cứ lúc nào. Và ở trong hình dáng đó bao lâu cũng được, vì bây giờ Ngài đảm nhận công việc chăm lo cho cảnh giới Atula và thế giới vật chất. Ngài là người đứng đầu, nên Ngài có thể xuất hiện rồi biến mất, đương nhiên rồi. Cả đoàn thể của Ngài ở trong cảnh giới Atula, Ngài sống trong cả hai cảnh giới vì có sứ mệnh đặc biệt. Con nghĩ nếu được gặp sư phụ, chắc Ngài vui lắm. Có gặp rồi, thật tuyệt quá. Ngài đã gặp tôi nhiều lần rồi, có khi xuất hiện mấy lần rồi ha, để coi, tôi cũng không nhớ nữa. Một lần Ngài xuất hiện ở Mỹ, một lần ở Indonesia. Trong hình dáng này à? Không, hình dáng khác. Ngài hóa thân thành ông già mập, người Đức, đi chung với bà vợ già mập. Đến nhà tôi, rồi tôi mời Ngài uống cà phê, ăn bánh mì kẹp thuần chay. Đa số người Ấn Độ, ai cũng ca tụng đoàn thể của Ngài Babaji. Dĩ nhiên là ai cũng tán thán Ngài, Ngài rất tốt. Nhưng tốt nhất là sư phụ. Thật không sao tưởng tượng được, Ngài Babaji là một đệ tử trong hội đồng thứ 16 của sư phụ. Chúng con có cơ hội làm đệ tử của sư phụ và được cùng ở bên sư phụ như vậy thật là vinh hạnh. Tốt cho quý vị. Dạ. Thường thì Ngài ở trong thân thể Atula nên có thể hiện thành sắc vàm bất cứ lúc nào, dĩ nhiên rồi. Cả đoàn thể của Ngài đều như vậy. Sứ mệnh của Ngài ấy là bao lâu ạ? Rất lâu, tùy ý Ngài. Lúc trước Ngài cũng giúp tôi trong vô hình và cả hữu hình. Khi Ngài hiện ra thành một người Đức mập mạp để giúp đỡ thỉnh thoảng thôi. Nên tôi thăng chức cho Ngài. Lúc trước Ngài chỉ là một người trong ban làm việc. Bây giờ được tôi thăng chức lên làm trưởng ban làm việc. Dạ.
Ngài cũng chẳng cần, sao cũng được, Ngài không màng đâu. Người kế tiếp, hoặc nhóm này nói trước, bất cứ ai muốn đi khắp nơi sẽ có cơ hội nói, người này. Con cũng muốn theo sư phụ vì con độc thân, con muốn theo sư phụ đi khắp nơi. Tại sao? Vì con thương sư phụ. Ồ, cảm ơn, câu trả lời dễ thương. Tôi cũng thương cô. Cô dễ thương lắm mà sao lại độc thân vậy? Một người đẹp như cô, chuyện gì xảy ra vậy? Dạ, con ly dị. Tại ông chồng ngu. May cho cô. Chúc mừng cô tự do. Còn ai nữa không? Tôi biết anh rồi. Được, tiếp tục. Con còn phải xong vài kỳ thi trong trường đại học. Sau đó vài tháng nữa ạ. Dạ, được. Sau đó con thật sự rảnh rỗi. Được, tốt, tốt, được rồi. Cảm ơn sư phụ. Con cũng thích đi theo sư phụ đó, sư phụ. Bây giờ thì con không có làm gì hết. Con có gia đình nhưng mà tụi con rất là... Cũng như tự phần ai nấy sống đó, sư phụ. Phần ai nấy lo đó. À, tụi con rất là cởi mở trong vấn đề vợ chồng đó, sư phụ. Cho nên việc đi theo sư phụ con nghĩ không có khó khăn. Ông chồng cô bỏ đâu? Tụi con ở với nhau, nhưng mà cũng như mỗi người tự, biết rồi, biết rồi, biết rồi. Đi rồi bỏ ổng chỗ góc nào, cũng góc đó luôn sư phụ, cũng ở đó luôn hả? Ổng không có ở đây, nói lén ổng đó hả? Ổng có ở đây không? Dạ không, mắc đi làm, không, đi về nói với ổng rồi, ổng nói khác thì sao? Hiểu rồi, tốt, tốt. Người kế tiếp, người nào nữa đâu? Nói hết coi, còn ai nữa? Thưa sư phụ, con rất muốn được phụng sự Thượng Đế. Anh tốt quá. Chúng ta có thể suy nghĩ lại, tại sao không? Một nhóm nhỏ cũng dễ chăm sóc mà. Nhưng anh có rảnh không? Tôi biết anh muốn gì, nhưng... Dạ, dạ, không phải người kia, bất cứ ai, anh chàng nào, chàng trai, cô gái. Thôi quên đi. Con có gia đình. Nhưng vợ con nói thôi đừng về. Sao vậy? Tại lần này anh đi mà cô ta không cho phép à? Dạ, đúng vậy. Cô ta dặn nên nói vậy mà. Cô ta sẽ nhớ anh. Anh có mấy đứa con rồi? Bốn à? Bốn. Ai sẽ lo cho chúng? Dạ, vợ con rất đảm đang. Cô ấy sẽ làm thay con. Biết rồi, nhưng vợ anh có đi làm không? Có tiền không? Dạ, vợ con không đi làm. Vậy thì làm sao? Gia đình vợ con đông, cũng nuôi được vợ con. Cả gia đình không tạo tâm ấn. Không ạ. Anh sống ở đó có khó khăn gì không? Rất khó khăn ạ. Ăn chay rồi những chuyện khác nữa. Gần đây, vợ con thích ăn thịt, trứng và những thứ như vậy. Làm sao anh sống được? Trong anh xanh sao? Dạ, con cứ ăn chay thôi. Con nói với vợ con là không sao, em ăn gì cũng được. Tôi biết, tôi biết. Con không có ép. Hả? Con không có ép vợ con ăn chay. Dĩ nhiên rồi. Vậy ở nhà làm sao anh ăn chay? Vợ con nấu chay cho con. Cô ta nấu cho anh hả? Vậy cô là người tốt. Dạ. Vợ anh nói lần này đi luôn đừng có về. Một là bà ta hay là tôi, đúng không? Phải vợ anh nói như vậy không? Dạ phải. Bà ta hay là tôi? Dạ phải. Anh chọn đi. Cưng chọn sai người rồi, cưng ơi. Theo một bà già. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 37. Mới 37 tuổi mà đã có 4 đứa con. Chà, xinh thật. Tốt. Người kế tiếp. Tôi chỉ lo lắng cho gia đình anh thôi. Để xem sao. Người kế tiếp. Con muốn giúp bất cứ gì cần thiết. Nhưng trước hết con phải sửa nhà xong. Chung cư à? Anh cho mướn. Dạ không, con phải xây lại. Anh là thợ xây. Dạ không, con sửa cho con thôi. Con biết làm nhiều thứ. Hiểu rồi. Con thích tự tay làm, hiểu. Sao lại không chứ? Con phải làm cho xong. Vì tầng trên... trời mưa. Dạ không, tầng lầu trên cùng. Nên con phải sửa trước, tôi hiểu rồi. Mất bao lâu? Con nghĩ chỉ vài tháng thôi.
con đang làm dở. Nếu tôi muốn anh đi ngày mai thì sao? Dạ, con cũng không biết, cha mẹ con sẽ không được vui. Tôi chọc anh thôi. Dạ. Còn ai nữa, còn ai nữa? Anh này. Kính chào sư phụ, chào anh. Ngày mai con đi theo sư phụ được. Con có khả năng quản lý tài chính. Quản lý tài chính, con sẽ quản lý tiền bạc của sư phụ. Ôi chà, nghề này tốt đó. Cho đến khi hết thì thôi. Công việc của anh tốt quá chừng. Không, không. Anh làm trong ngân hàng à? Dạ không, bây giờ con đang thất nghiệp. Nhưng lúc trước con làm trong ngành này. Công việc quản lý tiền bạc, được rồi, thuộc tài chính à. Nhưng còn công việc nhà cửa, nợ nần của anh thì sao? Hiện giờ con không có ràng buộc hay bổn phận gì nhiều với thế gian này. À, con muốn kinh doanh riêng. Anh có kinh doanh riêng. Rồi bây giờ bỏ, con định làm thôi à. Anh định làm, anh muốn làm. Ôi trời, con không biết là đó cũng là một khả năng, nên khả năng tôi đâu có đòi hỏi khả năng. Không quan trọng, tôi nói đùa thôi. Nhưng anh phải biết là đi với tôi lúc nào cũng rất chặt chội. Ngày đầu, tôi nhớ anh có hỏi tôi làm sao mà thiền ở chỗ chặt chội thế này à? Không à, nó sẽ... Con muốn nghe lời khuyên thiết thực của sư phụ. Vì con biết sư phụ thấu hiểu sáng suốt, tôi biết bằng cách nào, ý tôi nói nếu không thấy thì làm sao mà nhìn thấu. Chèn chút như vậy, tôi không thấy gì cả. Sau này cũng không có rộng hơn đâu. Càng ngày sẽ càng chặt. Thôi không sao, chúng ta chỉ hỏi thôi mà. Người kế tiếp ai cũng được, anh chàng này hoặc là cô này. Con cũng giúp được, nhưng con cần thêm một năm. Giúp đỡ, ai yêu cầu giúp gì đâu. Chỉ muốn sư phụ có thể dùng con hay... Tôi không biết. Quý vị hiểu lầm hết rồi. Quý vị có lòng tốt muốn giúp, nhưng tôi đâu có nói là sẽ mang quý vị theo để giúp. Tôi muốn mang quý vị theo vì quý vị quá dễ thương và ăn nhiều. Tôi chỉ muốn nuôi quý vị ăn thôi. Tôi nghĩ quý vị ăn nhiều như vậy, tôi rất thích mang theo quý vị cho quý vị ăn mỗi ngày. Ý tôi là như vậy. Vì chúng ta cũng đâu cần gì nhiều. Không cần nhiều. Có thể một chút thôi như là quay phim. Tôi không cần gì nhiều. Nếu mình có người quay phim thì tốt. Bằng không thì mình thu bằng máy ghi âm nhỏ như vậy cũng được. Thật tình tôi không cần gì nhiều. Cho tới giờ tôi chưa cần gì nhiều ngoại trừ anh chàng to con này đây. Anh ta mang nước cho tôi. Vì trong toa xe tôi không có nước. Vì quý vị nên tôi mới cần quý vị. Nếu quý vị không có ở đây thì tôi đâu cần phải sống trong toa xe. Đâu cần anh ta mang nước hay cái gì cho tôi. Lúc nào cũng vậy. Thật sự là tôi không cần gì cả. Vì quý vị nên tôi mới cần quý vị. Bằng không tôi thật tình không cần gì nhiều hết. Phải không? Mỗi ngày tôi ăn một, hai bữa, không nhiều lắm. Tôi ra nhà hàng thuần chay của Ấn Độ. Hội Hare Krishna, ngon, tiện, họ lại tử tế. Còn ai nữa? Người Âu Lạc Việt Nam hả? Dạ không, Pháp. Pháp Lai Tàu. Cha mẹ con người Âu Lạc Việt Nam, bây giờ anh là người Pháp, tốt, người Pháp gốc Việt, anh nói đi. Chồng con là sư tỷ của mặc áo hồng ngồi đằng kia, sư tỷ mặc áo hồng nào? Thấy rồi, nếu cô ấy theo, tôi tưởng cô ở Đức chứ. Dạ, con sống ở Đức, anh ấy sẽ sang Đức với con, hiểu rồi. Nếu cô ấy theo sư phụ, thì con được tự do. Tự do để làm gì? Để con có thể theo sư phụ, tự do để theo, tốt, hợp lý lắm. Hợp lý làm sao? Ôi chào, anh thông minh lắm. Con là người Pháp. Lúc trước con sống bên Pháp. Cách đây vài năm con rời xứ để bắt đầu cuộc sống mới. Bây giờ sang Đức cũng gần như là rất tự do. Anh không đi làm à? Dạ, con đang đi làm. Con chỉ cần nghỉ việc là được. Còn vợ anh thì sao? Làm nghề thẩm mỹ đúng không? Dạ không. Con học thư ký tại một trường kinh doanh. Được bao lâu rồi? Dạ, gần nửa năm. Vậy tại sao lại muốn nghỉ? Dạ, tại con không có gì để làm. Nghề đó chán quá, con cũng không muốn trở lại trường nữa. Sáng nay con gọi điện cho giảng viên nói là em sẽ trở lại. Em cũng không biết nữa, em sẽ nói cho thầy biết sao. Bởi vì nghề đó chán quá, phải suốt thời gian ngồi đó con cứ tự hỏi mình ở đây để làm gì, cái này chán quá. Bây giờ con có lý do tốt để sống.
Thành ra cô nghĩ đi theo tôi đỡ chán ha. Cứ ngồi như vậy suốt ngày. Dạ đúng vậy. Thay vì học ở đó, thì cô lại ngồi cả ngày. Thay vì ngồi trước cái máy, thì cô ngồi trước cô. Cô nghĩ như vậy đỡ chán hơn à? Dạ, cô thật dễ thương. Dạ, toàn là chuyện kinh doanh. Biết rồi, ở đâu cũng chán hết, tôi biết. Nhưng cần làm thì vẫn làm, phải làm thôi. Người kế tiếp, con có gia đình rồi à? Nhưng hai cháu đã lớn rồi. Lớn, một cháu 15, một cháu 18 tuổi. Chúng con không có nợ nần gì, dĩ nhiên. Tiền để dành ít nhất cũng được vài năm. Cho nên ít ra con cũng đi được vài năm. Tốt, tự do, thoải mái. Người kế tiếp. Dạ, con nói tiếng Đức được không ạ? Được chứ, nhưng nói chậm thôi. Tôi không phải là người Đức. Còn hơi lớn tuổi. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Không có hơi gì cả. Bao nhiêu tuổi? Dạ, 65, 65. Như vậy đâu phải là hơi. Như tôi mới là hơi già. Còn cô không phải là hơi già, mà già bao nhiêu? Được rồi, nói đùa thôi. Dạ, con đã về hưu rồi. Về hưu? Con đi theo sư phụ được. À, được rồi. Nếu sư phụ muốn, ở bên người, người yêu ơi, ta muốn về phương đó. Được rồi, để coi. Hết rồi. Nhóm đi Hy Mã Lạp Sơn xong rồi à? Nhóm muốn biến mất xong rồi. Đúng không? Có bao nhiêu đó thôi à? Dạ không, còn con nữa sư phụ. Được. Con cũng tự do, nếu sư phụ cần con thì con sẵn sàng. Tôi cần anh à? Dạ, nếu sư phụ mang theo vài đồng tu chúng con. Tôi cần anh để làm gì? Nói cho tôi biết. Cũng buồn cười vì chúng con nghĩ là sư phụ cần chúng con, nhưng thật ra là chúng con cần sư phụ. Không biết tôi có cần quý vị không? Vì để làm gì? Ý tôi nói là cần quý vị để làm gì? Vấn đề là vậy. Và chúng con tình nguyện giúp đỡ, làm đủ thứ, nhưng thật ra chúng con cần sư phụ giúp. Nếu tôi không đến đây, nếu quý vị không có ở đây, tôi cần quý vị để làm gì? Dạ, đúng vậy. Giả sử tôi đến đây mà không có ai ở đây, chính quý vị cũng không có ở đây. Tất cả những gì tôi cần chỉ là căn phòng đằng đó. Anh ta sẽ mang thức ăn đến cho tôi, đúng không? Khi anh ta cho chó ăn thì cho tôi ăn luôn. Tôi không cần chi khác. Thức ăn thường chay cho chó rất bổ. Anh ta cho họ ăn toàn chất đạm. Khi anh ta trộn một nồi lớn cho chó, tôi chỉ lấy vài muỗng để ăn thôi. Vậy tôi còn cần gì nữa? Giả sử không có quý vị ở đây, thì tôi cần quý vị để làm gì? Đâu cần, hãy nghĩ xem. Nhưng dù sao cũng cảm ơn quý vị có lòng tốt muốn giúp. Chúng con làm như là muốn giúp sư phụ, nhưng thật ra chúng con cần sư phụ giúp. Nếu cần tôi giúp thì quý vị theo tôi làm gì? Đâu cần thiết phải không? Dạ, nhưng mà được ở gần sư phụ, chúng con tiến bộ nhanh hơn rất nhiều. Tiến bộ như là rửa phim một tiếng là xong hả? Vậy còn vợ anh thì sao? Cô ta cho anh đi à? Bây giờ vợ anh được tự do, đúng không? Dạ đúng. Nếu anh đi thì cô ta được tự do, vậy cô ta cũng đi được. Hợp lý quá. Anh dễ thương thật, tất cả quý vị đều dễ thương, dễ thương. Tôi không biết để làm chi. Giả sử tôi muốn mang quý vị theo, nhưng giả sử mọi người đều đi theo tôi, rồi mình làm gì? Mình sẽ làm gì? Mỗi ngày đều ngồi chung với nhau như vậy, nói chuyện chơi rồi ăn. Chỗ chặt, làm sao thiền? Quý vị thật dễ thương, đáng yêu lắm. Tôi thật tình muốn mang quý vị theo. Tôi không biết. Có thể chúng ta làm được, có thể. Bởi vì đời tôi lúc nào cũng như cơn gió lốc, lúc nào cũng có chuyện khẩn cấp, nhất là gần đây. Vì cả vũ trụ đang thay đổi rất nhanh. Nên ngay cả chính tôi cũng không kịp thở. Hết chuyện này đến chuyện nọ. Xảy ra rất nhanh, rất nhanh. Giả sử tôi mang quý vị theo, quý vị cũng không biết xoay sở làm sao. Tôi cũng không biết xoay sở làm sao. Vấn đề là không có chỗ, chứ tâm tôi thì rộng. Tôi cũng hơi bận một chút.
Nhưng nếu có thời giờ, tôi sẽ xét lại nhé. Dù vậy, không phải tất cả quý vị đều được y hết. Bởi vì nhiều khi nhân duyên khác nhau. Nhưng không sao, cứ viết hết tên quý vị ra, ai biết được. Thật ra cũng dễ thôi đúng không? Nếu mình không có phòng thì mướn hoặc mua một cái lều. Rồi ngồi với nhau như vậy cả ngày giống như mấy quả trứng. Một nhóm người kỳ lạ. Người Babaji có việc để làm, đoàn thể của ngài có việc để làm, còn quý vị chỉ muốn ngồi cả ngày. Ngay cả ngủ cũng không muốn, chỉ ngồi thôi. Đâu thể nào làm như vậy được suốt đời, bằng cách nào. Nhưng lần này quý vị được huấn luyện tốt. Không cần chỗ rộng đúng không? Lúc trước mình cần lều, bây giờ không cần. Thỉnh thoảng mới đi tắm thôi. 2-3 tuần một lần giống như mấy nhà sư thời xưa. Một trong những giới luật của người xuất gia Phật giáo là nửa tháng chỉ được tắm một lần. Mấy ngày khác thì chỉ lau người cho sạch thôi. Đời sống đơn giản đúng không? Quý vị ngồi cả ngày, quần áo cũng không sờn lắm nên không tốn tiền mua quần áo, rất là tiết kiệm. Quý vị cũng không cần nhiều quần áo đúng không? Không cần nhiều, không dài, không son phấn, không gì cả. Chỉ vài bộ quần áo thôi. 2 tháng mới thay một lần. À không, 2 tuần. Như vậy cũng không đến nỗi tệ. Anh có sao không? Trong anh có vẻ mệt. Tình yêu mới khiến anh mệt mỏi hay sao? Trông con buồn nhưng con không nghĩ vậy. Lâu rồi, anh không gặp cô ta. Dạ, nhiều ngày. Tình yêu dạo này ra sao rồi? Dạ, con không biết. Cảm ơn sư phụ ạ. Hả? Con không biết tình yêu tiến triển ra sao. Anh không màng nữa. Vì, dạ, con quan tâm nhưng con dành thời gian để ở đây. Tôi tưởng anh đang yêu chứ. Tình yêu gì vậy? Cho nên điều đó có nghĩa là thiên về tâm linh hơn là tình yêu thế gian. Như vậy tốt cho anh. Thỉnh thoảng anh phải gọi đúng không? Ít ra là vậy. Dạ, vậy được. Thỉnh thoảng con có gọi. Thôi không sao, cô ta sắp đi Canada rồi. Dù sao thì anh cũng một mình. Đây là cơ hội để anh học sống một mình trước. Coi anh có chịu nổi không? Còn ai nữa không? Có vậy thôi đúng không? Vậy là cả nhóm. Cô nữa hả? Con cũng rất muốn theo sư phụ. Tại sao? Cô tự do à? Chủ yếu là vậy. Con đang đi học. Con cảm ơn sư phụ đã tìm cho con một căn nhà nhỏ rất dễ thương để con sống một mình trong vùng quê. Con biết sư phụ đã cho con. Ở Hungary? Dạ, ở Thụy Điển. Tại cô nói ở đây. Thụy Điển, hiểu rồi. Con chưa lập gia đình, còn đi học. Con thích ngành đó, nhưng sau này con sẽ học tiếp. Dễ mà, đúng không? Dạ, đúng. Nhưng khi đi học, cô phải mượn tiền của chính phủ rồi trả lại, đúng không? Phải vậy không? Con cũng có đi làm. Con có vay một ít tiền. Nhưng con sẽ cố gắng trả. Trả lại. Ma Vương đã cột tất cả rồi, khắp nơi rồi. Khắp nơi, mọi người đều bị cột một chút. Có người bị ràng buộc nhiều hơn, có người ít hơn nhưng cũng bị cột ở đâu đó. Thôi, được rồi. Tôi xem ai khác muốn đi theo. Thưa sư phụ, con có một chỗ nào? Dạ, một khu rừng bên Sri Lanka. Trong rừng, chà. Ở đó có cọp không? Dạ, có khỉ. Có khỉ. Khỉ đến gần cô hả? Khi trời khô ráo. Họ đến hái dừa để uống. Ồ, nhưng làm sao họ bổ dừa được? Họ khoét một cái lỗ. Ôi trời, hay thật. Mình đâu có bao giờ làm được, nhưng họ làm vậy được à? Dạ, mấy chú khỉ thông minh quá. Khoét một cái lỗ, trồng trái dừa rất khó. Nhưng họ lại làm được. Chà, hay thật. Dạ, dừa non không cứng lắm. Dừa non thì ra là vậy. Nhưng vẫn khó bổ ra chứ. Dạ, không thể tưởng, hay thật. Lúc tôi ở bên Ấn Độ, mấy chú khỉ luôn đến gần chỗ tôi ngồi thiền và tôi phải chia đậu phộng cho họ ăn. Tôi chỉ có đậu phộng thôi.
đậu phộng sống. Tôi càng cho họ càng đến nhiều, về sau tôi không còn đậu phộng, họ chỉ ngồi quanh đó nhìn. Tôi nói cứ việc, họ nhìn, tôi nói cứ nhìn đi, nhìn coi có tìm được gì mà chính ta cũng không tìm được. Có những nơi có rất nhiều khỉ, tôi thấy rất tội nghiệp cho họ. Nhiều khi thấy tội nghiệp quá, tôi gần như khóc. Tại có khi tôi thấy mấy chú khỉ đến, nhiều khi bên Ấn Độ có chợ hoặc làng mạc sát bên khu rừng, rồi mấy chú khỉ chạy ra đó. Rừng không lớn lắm vì cây đã bị đốn nhiều rồi, không còn nhiều. Nhiều khỉ mẹ chạy ra tay bồng con muốn lấy trái cây nhưng không được vì người ta đuổi họ đi. Thành ra họ phải ra ngoài thùng rác cố ăn gì đó. Ôi, tìm tôi thắt lại, tôi khóc. Thấy tội cho họ khi phải ăn rác như vậy. Bởi vì nếu mình không phá rừng đốn cây, họ sẽ có thức ăn bình thường, có đời sống bình thường. Còn bây giờ tại mình đốn cây để xây cất, nên chỗ ở của họ bị tàn phá rất nhiều. Bây giờ họ không có nơi nào khác để đi, không trái cây, không thức ăn để ăn, nên họ phải ra ngoài gần chợ. Rồi người ta đuổi họ, có khi còn quăng đồ vào họ. Họ phải ăn rác, tôi thấy tội quá. Dĩ nhiên tôi không có nói về chú khỉ trong thơ của tôi. Bài thơ mà tôi viết, ta muốn tìm kho trời đâu sẵn có, hoặc mang phần ăn cho chim và đám mèo hoang gì đó. Nhưng chú khỉ đó cũng là nguồn cảm hứng cho tôi viết bài thơ đó. Tôi không có viết về khỉ, nhưng họ có trong đó. Họ cũng cho tôi cảm hứng để sáng tác bài thơ đó. Nhưng tôi đã không viết. Sau này tôi viết vì mấy loài vật khác như mấy chú mèo, dê, v.v. Tất cả đều làm tôi xúc động lắm. Tôi không chịu nổi. Không biết làm sao mà tôi sống nổi cho đến bây giờ. Khi chứng kiến tất cả những khổ đau như vậy, nhiều lần tôi phải nhắm mắt, đóng trái tim mình lại. Bằng không, tôi không chịu nổi. Nhiều buổi tối tôi không ngủ được. Tôi phải ráng quên. Nếu tôi không ra ngoài thường xuyên, không thấy gì, không nhìn thấy thực tại, thì tâm tôi bình an, quên được một chút. Nhưng nếu tôi ra ngoài và thấy gì đó thì nó ám ảnh tôi nhiều ngày. Bởi vì không phải lúc nào tôi cũng làm gì được, không phải lúc nào cũng vậy. Mình giúp đỡ rất nhiều, trong tư cách cá nhân, đoàn thể và đủ thứ, nhưng vẫn còn quá nhiều khổ đau trên thế giới. Ngay cả loài vật cũng đau khổ. Tôi luôn luôn lo cho thưa sư phụ trong mảnh đất của con, giống như thiên đàng vậy. Mấy chú bò sống sung sướng hơn cả con. Ở đó có bò nữa à? Những người chung quanh. Cô nói thêm về mảnh đất của cô trong rừng đi. Dạ, có cánh đồng chung quanh. Cánh đồng chung quanh? Dạ, đồng lúa. Dạ phải, được rồi. Có đất trồng dừa. À, rồi khu rừng ở phía sau. À, có rất nhiều chim chóc đến từ trong rừng. À, khi thiếu nước, thú rừng đến hái dừa non. À, em trai của con đang sống ở đó. Một nửa mảnh đất là của con, một nửa mảnh đất là của cô. Rộng bao nhiêu? Dạ 10 mẫu, khoảng 4,5 hecta. 10 mẫu. Vậy 5 mẫu là của cô. Dạ. Chỗ đó có vẻ rất tốt. Sao cô không ở đó? Dạ, con còn mấy đứa con. Cảm ơn cô có lòng tốt. Tôi sẽ suy nghĩ lại nha. Con nói em của con dọn đi cũng được. Không, không. Cứ ở đó để cho tôi có bạn. Chúng con còn mấy mảnh đất khác, tôi hiểu. Có hơn một mảnh, không sao đâu cưng. Cảm ơn cô rất nhiều, cảm ơn cô. Tôi chỉ sống ngoài bìa rừng, không cần sống trên đất của cô. Ở rừng miễn phí mà, phải không? Dạ, tôi chỉ trèo một cái võng, nhưng có mũi. Dạ, mũi dày đặc. Ở đó là rừng rậm à? Dạ, phải. Không phải là rừng thường. Dạ, mình cắt một bụi được không? Dạ, gì dạ? Mình đốn một bụi cây, rồi sống ở dưới đó. Dạ, nhưng có mũi. Dạ, mũi và mấy loại côn trùng khác. Hiểu rồi. Ở nơi có khí hậu nóng luôn luôn là vậy. Nhưng có điện thoại và mọi tiện nghi cũng tốt lắm. Tuyệt.
không có ai đến đó. Vì em con không cho ai đến. Không cho, bằng cách nào? Dạ, cũng có mấy người nghèo đến hái dừa. Hiểu. Nhưng không có ai. Ồ, cảm ơn. Nếu tôi là cô thì tôi sẽ sống ở đó. Con cũng muốn lắm. Nhưng cô bận. Ràng buộc gia đình. Dạ. Không sao, có thể một ngày nào đó. Cô không muốn bỏ gia đình nhưng lại muốn đi với tôi. Vậy nghĩa là gì? Dạ, rất là... Khác hả? Dạ, được rồi. Thỉnh thoảng mình tới đó. Thay đổi không khí. Đúng vậy, thỉnh thoảng quý vị đi để bổ sung năng lượng. Ở một mình và gần rừng rậm rất tốt, mát mẻ. Nhưng tôi nghĩ là không mang theo được nhóm này. Tôi nghĩ họ không biến nhanh được. Dạ. Nhiều người cũng có thể bế quan được. Nghe có vẻ hay ha. Tôi có đến quốc gia của cô rồi. Một quốc gia rất tốt. Ở đó còn chiến tranh không? Hay là hòa bình rồi? Con nghĩ là không. Lúc trước họ hỏi tôi có thể chấm dứt chiến tranh không? Tôi trả lời điều đó tùy người dân Sri Lanka. Họ là Phật tử, biết hết giáo lý. Biết giáo lý Hindu, biết nhân quả. Họ nên tự chấm dứt. Họ không muốn thì tôi cũng không làm được gì nhiều. Tôi cũng không muốn. Để chừng nào họ chán thì sẽ dừng lại. Tất cả những cuộc chiến tranh này không biết để làm gì. Vì danh vọng hoặc bất cứ gì. Chính trị. Người kế tiếp còn ai nữa không? Thưa sư phụ, con hơi thất vọng trong cuộc sống. Còn trẻ vậy mà đã thất vọng rồi. Cô chưa có gì hết, chưa bị thất tình lần nào. Có thể trong tiền kiếp. Có thể. Tại vì con muốn hoàn hảo. Con muốn là một sinh viên giỏi, một người con ngoan, một người tu hành tinh tấn. Nhiều việc quá. Dạ, nhiều việc, nhưng đối với con, tất cả những gì con tập trung vào chuyện thế tục đều không có kết quả. À, ngay cả học bài suốt đêm. Sau này sẽ có kết quả. Nó làm cho con không được vui. Nhưng ngồi ở đây, dù không ăn, hoặc uống ít lại, hoặc không ngủ, nhưng con cảm thấy rất vui sướng. Nếu trở về nhà, con không biết con làm những việc đó để làm gì. Hiểu. Con khóc đã nhiều rồi, ngay cả chuyện gia đình. Chuyện gì cũng đau khổ vô cùng. Tôi biết, nhưng nếu cô đi, có thể gia đình sẽ không cho phép. Dạ, cả nhà con đều thọ pháp. Con không nghĩ là không có vấn đề đúng không? Dạ, tôi không biết mang tất cả quý vị theo được không? Tôi thật tình rất muốn, có vậy thôi. Nhưng bây giờ vì thú cưng, tôi nghĩ tôi không ở lại đây được mãi. Cho nên có thể tôi phải đi. Hoặc sau này có thể tôi sẽ trở lại. Không dễ để giải thích cho quý vị. Bởi vì không phải chỉ vì mấy chú chó, chú chim. Và nếu họ di chuyển quá lâu trong mấy cái chuồng nhỏ, tôi thấy tội nghiệp cho họ. Thời tiết như vậy, không khí không được trong lành. Xe thì lại nhỏ, vân vân. Nên không phải lúc nào tôi cũng được chọn nơi mà tôi đi. Tại tôi thương loài vật vô tội, yếu đuối này. Đó là điều thứ nhất. Thứ nhì, nếu đi đâu, không phải lúc nào tôi cũng có được một nơi rộng rãi. Trước kia đời sống của tôi khác. Tôi có một trung tâm lớn, mọi người thường xuyên đến không có vấn đề gì, luôn luôn đón tiếp, đẳng cấp thấp, đẳng cấp cao, không có đẳng cấp, vô đẳng cấp cũng không sao, nhưng bởi vậy mà tôi mới có vấn đề. Nghiệp chướng lớn, rắc rối to. Còn bây giờ, dù tôi muốn mang họ theo cũng không được. Chúng ta không có chỗ. Nhưng nếu có chỗ, tôi sẽ chờ quý vị đến, tôi sẽ mời quý vị. Chuyện nhỏ thôi, quý vị không ăn nhiều, không gây rắc rối. Quý vị ngoan ngoãn, chỉ ngồi đó, lo chuyện của mình. Lúc nào tôi cũng muốn có quý vị gần bên, quý vị hợp ý tôi. Nếu quý vị chỉ ăn mặc đơn giản, thì không có vấn đề gì. Tất cả quý vị, không có gì quan trọng. Mình có thể trồng rau. Anh ta có cách trồng đặc biệt, nông trại hữu cơ. Anh ấy sẽ là quản lý. Bắt họ làm việc, chứ không phải chỉ ngồi đó ha.
mình làm việc nửa ngày, thiền nửa ngày. Dạ, ý kiến đó hay ạ. Hoặc thiền khi nào mình muốn, rồi làm việc khi nào mình muốn. Dạ, thay phiên nhau. Dạ, thiền. Ồ, như vậy rất tốt, cảm giác rất bình an. Nhìn rau trái mọc lên, để tên ở mấy luống đất khác nhau, coi ai thật sự làm việc, đào được bao nhiêu lỗ. Không phải chỉ nói một mẫu đào được 10 lỗ, như là tôi có đào vài chỗ. Tôi thương quý vị rất nhiều, tôi thật sự ước gì cuộc sống thật dễ dàng, bình an, mình có thể sống gần nhau, ai cũng được. Dù già trẻ, có tài hoặc không có, mình không cần tài năng chi hết, không cần khả năng, thật vậy. Không thành vấn đề, dễ lắm. Điều duy nhất thiếu ở trong ngôi nhà là không có được một mảnh vườn. Vườn, mình trồng hoa và mọi thứ cho vui, hoặc trồng rau để ăn. Không vấn đề chi, có thể trong tương lai mình sẽ làm vậy. Có thể tôi sẽ mua một nông trại khác, một ngày gần đây, ở đâu đó, rồi có thể quý vị sẽ đến, ai biết được. Dạ, được như vậy thì tốt quá. Được rồi, được quà gấp đôi nếu tôi định cư ở một nơi nào. Nếu người ta để tôi yên, thì mình sẽ có những gì mình muốn. Mình chạy chơi với mấy chú chó, trồng rau hoặc trồng chi đó, sống tự túc. Chỉ mua bánh mì thuần chay hoặc gạo thôi, ăn uống đơn giản. Mình thiền càng nhiều thì ăn càng ít. Lúc ở Hồng Kông, tôi không có gì để làm ngoại trừ nướng bánh thuần chay, nên tất cả đồng tu Hồng Kông họ thương tôi lắm. Tôi không biết họ thương tôi hay là thương bánh thuần chay của tôi. Tôi nướng nhiều bánh lắm. Mọi người đều thưởng thức. Từ đó tôi không bao giờ muốn nướng bánh nữa. Có thể môi trường khác nhau. Có 3-4 tầng. Tôi ở trên tầng cao nhất, gần đỉnh núi. Phía dưới là đồng tu. Có một nhà xưởng nhỏ, bằng nửa căn phòng này thôi. Cái phòng vậy đó, cái nhà. Trước kia nó là một nhà xưởng, người ta cất dụng cụ trong đó. Có nhớ cái nhà kho mà tôi sửa lại, xây lò sưởi rồi ngồi thiền ở đó không? Có một chuồng bò bên cạnh. Dạ, con nhớ ạ. Giống như là một cái hang. Thật tuyệt. Tôi dọn dẹp sạch sẽ là một cái lò sưởi rồi sống ở đó. Phòng kế bên thì để quần áo. Có cả nhà tắm, nhà vệ sinh. Tuyệt lắm. Nó nhỏ như vậy mà có đủ thứ. Tôi sống ở đó rồi thì cũng có điện, mùa mưa, dòng nước trước nhà tôi dâng lên, tràn ngập, gần giống như là đi qua suối vậy. Nông trại trên cao, nước chảy xuống như thác, có cá, ếch, nhái, nhảy khắp nơi. Có loại cá đặc biệt nhiều màu, màu cam. Loại cá này có đốm cam và đen. Cam và đen rất đẹp. Khi tôi gọi thì họ ngoi lên. Chúng tôi có quan hệ tốt với mấy chú cá. Tôi thường ngồi cạnh dòng nước. Tôi cũng trồng rau nữa, nhớ không? Và biếu ba má tôi khi họ đến thăm. Quý vị không có cuốn băng đó. Dạ, con đọc trong bản tin. Tốt. Có quay phim trực tiếp nữa. Dạ, có ạ. Họ có. Tôi đoán là có nhiều quá họ chưa dịch ra. Tiếng quan thoại, tiếng Hoa. Tôi nghĩ họ thu lại những hình ảnh đời thực. Không phải từ đầu đến cuối, nhưng đầy đủ, nhiều lắm. Tôi ngồi bên dòng nước khi trời mưa. Bởi vì nước chảy rất đẹp. Ở đó có một cây xoài, hay cây vải, cây nhãn gì đó. Có một cành cây mọc ra như vậy. Một cành cây nhỏ thôi, cỡ này, mọc ra. Tôi treo tấm bạc trên cành cây đó. Cột 4 góc vô mấy cây khác. Rồi để ghế phía dưới. Sau đó tôi kê một cái lò nhỏ như thế này. Rất nhỏ. Trong nhà bếp, quý vị có loại lò nhỏ đó, tôi nướng bánh ở đó mỗi ngày. Tôi chỉ làm có bấy nhiêu đó. Đời sống rất đơn giản, tôi rất thích lối sống như vậy. Tôi thích tự lập và sáng tạo. Không cần vật liệu gì mà làm được một căn nhà, một nơi ở, tôi thích vậy. Tôi không thích những căn nhà lớn như thế này. Nhưng trong thời tiết này, mình nên biết ơn.
là nhà có tường, có nóc, phải không? Bằng không thì quý vị ngồi ở đâu? Trời lạnh và ẩm ướt quá. Đó mới là vấn đề. Bên Hồng Kông, thời tiết ấm hơn. Mùa đông không bao giờ có tuyết. Nhiệt độ không bao giờ xuống âm độ, nên không có vấn đề gì. Đôi khi tôi đi chân đất chạy lanh quanh. Tôi rất thích đời sống như vậy. Rất tuyệt. Nếu thời tiết hợp tác một chút thì mình sống đơn giản được. Dăng một cái lều hay chi đó, rồi sống chung với nhau. Có điều là lúc trời quá lạnh không biết phải làm sao. Có thể mình có thể dựng một cái lều dán băng keo chung quanh. Rồi bật máy sưởi. Mình làm như là lều của người da đỏ đốt lửa ở giữa. Lều to của người da đỏ đốt lửa ở giữa à? À, đốt lửa ở giữa, có thể làm như vậy. Mình có thể làm như vậy, hoặc mình mua máy sưởi dầu không cần điện. Nếu mình không có điện, nhưng ở đây họ không có bán. Loại đó rất tiện, rất tốt, dễ sử dụng. Nó tốt hơn là dùng ga, khiên cũng nhẹ, xài được 24 tiếng. Mỗi bình như vậy xài được 24 tiếng. Mỗi ngày phải thay dầu một lần. Thí dụ như phòng này, để hai cái ở hai góc. Máy sưởi dầu là như vậy. Loại cỡ trung, bật ở nhiệt độ thấp, cũng đủ ấm rồi, rất ấm. Nóng nữa là đằng khác, tôi đã kể cho quý vị chuyện trong hang. Tôi cứ mang máy sưởi ra, rồi lại mang vào, vì cứ 5 phút là lại nóng quá, hoặc lạnh quá, nóng quá, rồi lại lạnh quá. Về sau tôi phát chán, tôi tắt luôn máy sưởi rồi ngồi đó. Được rồi, mình thiền nha. 12 giờ rồi. Thật hả? Nửa đêm rồi. Quý vị nghỉ ngơi một chút, đi vệ sinh, rồi trở lại ngồi. Đâu có gì khác để làm, nhưng bây giờ quý vị duỗi cả người ra được. Có thể duỗi chung quanh đều là tường, đúng không? Dựa vô tường bất cứ chỗ nào quý vị muốn, ngồi đây, ngồi đó. Dựa vô ghế. Đi, đi nào. Ra ngoài trời vận động rồi trở lại. Thưa sư phụ, chúng con kính chúc sư phụ ngày phụ nữ vui vẻ. Vì bây giờ là 12 giờ, nên hôm nay là ngày phụ nữ à? Dạ. Miễn quý vị không nghĩ tôi là nam giới thì tôi vui rồi. Có lẽ mình nên nói là nữ siêu nhân à. Mừng ngày phụ nữ vui vẻ. Dạ. Mừng tất cả quý vị một ngày vui vẻ vì mình đã từng là phụ nữ và nam giới trong những kiếp khác nhau. Tất cả quý vị đều đã có lần là nữ giới. Tất cả quý vị đều đã có lần là nữ giới. Tất cả quý vị đã từng là nữ giới hoặc nam giới trong những kiếp khác nhau. Cho nên chúc mọi người được làm phụ nữ vui vẻ. Mừng ngày phụ nữ.